Khanh đang lái một chiếc xe bản đắt XC60. Thì Khanh muốn chia sẻ cho mình về cảm giác lái nó sẽ khác với bạn Ride. Điều đó quý anh chị phải lái thì chúng ta mới cảm nhận được, chứ chúng ta không thể nào mà nhìn thông số trên màn hình được. Về phần lái xe, đối với bản đắt nó là một bản thể thao, thì quý anh chị sẽ quan tâm đến nhiều ở cảm giác lái so với lại một cái bản Ride, và ít anh chị nào để ý đến điều này. Tại vì nhìn thông số nó giống nhau, nhưng khi mà lái một chiếc xe bản đắt, Khanh có thể khẳng định cho nhà mình rằng bản đắt sẽ có một cây phuộc ở phía sau thể thao hơn bản Ride. Bởi vì cái phần treo sau của bản đắt nó sẽ có một cái hệ thống treo cứng hơn một tí so với bản Ride. Và quý anh chị chạy, chúng ta tăng tốc, nó sẽ sport hơn, và chiếc xe của chúng ta sẽ đỡ lắc hơn so với bản Ride. Đó là về phần treo ở phía sau. Phần treo trước giống, nó sẽ khác nhau ở phần treo sau, tức là cái phần chịu lực của dàn chân sau nó sẽ cứng hơn một tí để cho chúng ta có một cảm giác thể thao. Và khi mà chúng ta chạy nhanh ở bản đắt sẽ hạn chế cái việc mà lắc của chiếc xe. Điều thứ hai mà quý anh chị vào trong một chiếc xe bản đắt, quý anh chị thốc ga giống Khanh lúc nãy, thì cái hộp số của bản đắt được tinh chỉnh, Khanh dùng từ là được tinh chỉnh, nó sẽ tinh chỉnh nhanh hơn, nhạy hơn và mượt hơn so với bản Ride. Bản Ride thì nó sẽ thiên về cái sự nhẹ nhàng, thì còn bản đắt nó sẽ thiên về sự thể thao. Và khi mà lúc nãy Khanh đang chạy ở một cái mode, đó là mode rất là nhẹ nhàng, đó là mode comfort, một cái mode rất là nhẹ nhàng, nhưng quý anh chị vẫn có một cái cảm giác sport ở trong buồng lái. Đây là những cảm giác dành cho một chiếc xe thể thao, nhưng bên ngoài nó sẽ mang phong cách của một cái người điềm tĩnh. Đó là những cái thông tin mà Khanh muốn gửi đến cho nhà mình. Bản đắt quý anh chị sẽ gọi là thiếu sót nếu chúng ta không có cái gói Polestar. Có thể là gọi là thiếu sót. Polestar là một cái gói nâng cấp giúp cho cái chiếc xe của chúng ta có công suất lớn hơn so với lại Comfort. Polestar sẽ tác động vào hộp số, tác động vào chân ga, tác động vào chân phanh, tác động vào hệ thống an toàn, tác động vào phần bu xe, giúp cho chiếc xe chúng ta có một sự tăng tốc tổng hòa, giúp cho chúng ta tổng hòa các yếu tố lại, làm cho chiếc xe nó bốc hơn, mượt hơn và chuyển số nhanh hơn rất là nhiều so với lại là bản Ride và một chiếc xe không có Polestar. Những cái lời của Khanh chia sẻ thì chỉ có sự cảm nhận lái thì quý anh chị mới hình dung ra được. Còn chúng ta nhìn trên thông số thì các thông số nó đều y như nhau và không có sự khác nhau quá nhiều. Một cái video nho nhỏ của Khanh chia sẻ, mong rằng quý anh chị cảm nhận được sự khác nhau của bản đắt và bản Ride, và chúng ta hãy lựa chọn cho chính mình một cái phong cách riêng. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại.